Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Hello, xin chào tất cả các em nha. Mấy em biết gì chưa? Thầy mới vừa nạp lần đầu. Không thể chấp nhận cuộc sống nghèo khổ như vậy hoài được. Nên thầy quyết định nạp lần đầu để chúng ta có cơ hội mở ra được những chiếc xe xịn như vậy. Đúng, đúng như vậy. Nhưng mà cũng tùy vào nhân phẩm nữa. Không phải là mở một lần là ra mấy chiếc xe này đâu. Ở dưới nó còn mấy cái tàu lao nữa. Nên dựa vào nhân phẩm tích lũy của mình thôi mấy đứa ơi. Đó, nó vô cái này là báo luôn nè. Mỗi lần chúng ta mở sẽ tốn 25 kim cương. Và bây giờ chúng ta sẽ thử vận may với lượt đầu tiên nha. Cậu mong là sẽ mở được một chiếc xe xịn. Cái gì đây? Cái... Hả? Trời ơi! Có chơi Free Fire đâu mà cho hai cây súng chi vậy? Quá! Không sao đâu thầy ơi! Mình làm lại đi thầy! Mình làm lại đi! Được được được! Tin tưởng một lần nữa! Ra đi! Quê gì vậy? Trời đất ơi! Ngộ ha! Có nhiều thứ đẹp nó không ra đâu! Nó ra mấy cái gì đâu không mà mấy đứa ơi! Xe nhóc mà nó không ra chiếc xe nào hết trơn á! Lại thầy ơi! Lại lần nữa đi thầy! Không biết là lần này ra cái giống gì đây? Thôi mấy mình nghỉ luôn rồi mấy đứa ơi. Mở ra gì đâu không à. Thầy tin em đi thầy, mở một cái nữa thôi. Rồi mở cái cuối nha. Tưởng trở thành người giàu, ai ngờ bây giờ trở thành hacker luôn rồi nè. Hồi sớm thầy nhận được cái vest miễn phí nè. Thôi thôi, bận vest vô cũng đẹp trai á chú bộ. Nói chung là cái nào bỏ tiền ra là nó chắc chắn nhất. Đó, bỏ tiền ra mua đôi giày với cái quần này. Đó, thấy là ăn mận lịch sự rồi đó. Nhưng mà bây giờ chưa có xe để đi. Phải kiếm một chiếc xe nào đó đàng hoàng đẹp đẽ để đi mới được. Wow, trong này toàn siêu xe luôn nè thầy ơi. Trời ơi, pin đúp nè. Pin đúp này đi là gái heo nhiều lắm nè. Cadillac nè, BMW nè, xe bán tải, Lexus nè. Xe gì cũng có nhưng mà tiền thì không có thôi. Chiếc nào cũng đẹp hết trơn mà mấy triệu đô không à. Rồi, này 2000 kim cương luôn nè. Đây, thầy hãy dùng may mắn của cuộc đời để đổi những chiếc siêu xe này đi thầy. Hoặc là những bộ trang phục mắc tiền. Cái gì? 250 kim cương hả? Vậy là 10 lần rút ở bên kia lượng đó. Nhưng mà bên này chúng ta có siêu xe gấp 100 lần bên kia đó thầy. Ờ, cũng đúng. Để thử vận may một lần hai mấy đứa. Thử một lần thôi nha. Với số tiền này thì thầy có thể rút được 3 lần vậy đó. Ê, đừng có dụ tôi nha. Để thử trước lần rồi tính gì tính. Có Lamborghini này nữa nè. Vô. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chắc tại nó thấy thầy đi xe này nhiều nên nó cho thầy chiếc luôn á thầy. Ồ, thằng nói xà lơ. Sao cô nói gì? Đây, xin giới thiệu với mấy em, đây là chiếc xe cấp cứu của thầy. Ê, ấy dạ, ông có biết chạy xe không vậy? Ông có tin là ông sẽ là người đầu tiên đi chiếc này không? Rồi kệ ông cảnh sát đi, bây giờ thầy sẽ review về chiếc xe cấp cứu mà thầy vừa nhận được. Thì chiếc xe này có hai chỗ. Nó hai chỗ phía trước dành cho những người khỏe mạnh ngồi, còn chỗ phía sau dành cho những người mệt mỏi trong cuộc sống nằm. Đó. Rồi thầy sẽ lên ghế bên này cho mấy đứa coi nha. Rồi chỗ ngồi rất là thoải mái và rộng rãi. Lâu lâu chúng ta có thể nhìn lại phía sau. Hello. À, thôi bỏ đi, bỏ đi. Thầy đang trên đường đến một chỗ có tai nạn giao thông nha mấy đứa ơi. Ê. Trời ơi, không sao, đậu xe đây đi. Thầy sẽ đi rước nạn nhân. Ê, nạn nhân xỉu rồi mấy đứa ơi, nạn nhân xỉu rồi. Để thầy coi coi. Ê, chị ơi, chị có sao không chị ơi? Ảo thật đấy. Rồi, chị đã không có sao mấy đứa ơi. Bây giờ mình sẽ đi ké chiếc xe này về cái chỗ chiếc xe của mình nha. Hello, chào chị nha. Trời ơi, chị lái xe tải chắc là chị có nhiều năm kinh nghiệm trong cái việc lái xe này lắm rồi đúng không? Đúng rồi. Lúc còn sống tôi có 10 năm kinh nghiệm lái xe luôn đó. Tôi chạy rất là an toàn. Ê, xe kìa. Sao mình không thể thoát nghèo được vậy ta? Nên thầy đã quyết định tất tài số kim cương còn lại để mong rằng chúng ta sẽ tìm được một chiếc siêu xe để đi. Cái vụ gì vậy ta? Sao nó trôi mình hoài vậy ta? Còn có lần cuối cùng đó. Chịu rồi chứ, biết sao giờ. Sao thầy sơ hở là bị cảnh sát gượt vậy ta? Rồi leo qua đây là cắt đuôi cảnh sát được rồi. Ê, trời đất ơi,
dữ vậy? Nhưng mà không sao, ổng sẽ không biết đường leo qua đây đâu mấy đứa ơi. Quay quay, ổng leo qua kìa thầy ơi, để em leo cho lại. Rồi xong. Đùa giỡn nha ổng chút coi. Ủa mình gì lâu lắm vậy thế chứ. Rồi thầy ơi, ổng giỡn ổng xó sao cho mình luôn rồi kìa thầy. Ổng hết được rồi đời, ổng mệt rồi. Ê, ông kêu ông cảnh sát khác lại rồi kìa. Ê, không được nha, không được nha. Thôi chuyện gì sếp. Nọ ha, có đường bình thường không chịu đi, leo lên chi cho mệt chứ không biết nữa. Cảm ơn sếp đã tha cho tôi nha. Cảm ơn sếp rất là nhiều, sẵn cho mượn chiếc xe luôn nha sếp. Đi chiếc xe này á, tăng độ uy tín lên nhiều lần luôn á. Mấy người tội phạm nhìn thấy mình là bỏ chạy chừng. Ây da, xe đẹp mà sao lại lũi vô cái cây này chi vậy? Bạn ơi xuống đi để mình chạy giùm cho. Rồi cảm ơn bạn nhiều nha, hẹn kiếp sau trả lại. Bây giờ chúng ta sẽ tìm chỗ sửa xe và chiếc xe sẽ thuộc về mình. Ê trời ơi. Thầy yên tâm đi, mình tới chỗ sửa xe rồi. Mình hư nhiều nó cũng sửa có 500, mình hư ít nó cũng sửa có 500. Thầy gán đụng cho nó nhiều nhiều đi. Sửa 500 thiệt, nhưng mà em đụng nhiều quá nó nổ luôn chiếc xe là nhịn á. Wow, màu này cũng đẹp quá ha. Được rồi, bây giờ đi cháy phố thôi. Trên đường này bây giờ không có ai đẹp trai bằng thầy hết trơn á. Thầy đi siêu xe, trời ơi đẹp trai quá. Ôi, trời ơi. Ôi, hay. Lâm bộ ghi đi, lâm bộ ghi đi thầy ơi. Ôi, trời ơi, ngược nó thầy, ngược nó thầy. 7 hours later. Trời đất ơi, tôi rượt bạn từ buổi trưa tới buổi chiều luôn, tôi mới đuổi kịp được bạn á. Đúng là Lamborghini khỏe thiệt á. Rồi, cho mượn xe bạn ơi. Lấy xe tôi chạy về, đỡ ơi. Tôi mượn chiếc này chạy chút. Rồi, sơn chiếc xe màu vàng cho nó hên, cho nó may mắn nha mấy đứa. Đó, trời ơi, màu vàng đẹp quá. Rồi, xong rồi. Mới sửa hết 500 đô bây giờ à. Trời đất ơi. Mấy đứa ơi, thầy mới vừa bị trộm chiếc Lamborghini, nó đang chạy phía trước thầy kìa. Thầy mới sửa xe ra xong, nó lượm chiếc xe của thầy, nó bỏ chạy rồi kìa. Ê, đứng lại. Ê, ba đứng lại, trả xe cho thầy tôi ơi. Ê, trời ơi, tên tội phạm này quanh co quá thầy ơi. Ê, trả xe bạn ơi. Trời đất ơi, gì kìa vậy, trả xe đây coi. Thầy tôi cũng nghèo khổ, thầy tôi mượn xe của người ta chứ thầy tôi đâu có xe đâu. Ê, trả lại cho ổng đi. Ê, bạn ơi. Xuống xe sao cho ngầu quá. Wow, khá là ngầu á thầy. Nhưng mà ngầu nhất là cái bà lấy xe của mình à. Ê, xuống đây. Trời đất ơi, dám trộm xe của thầy hả? Ngay. Để thầy dạy cho bà này một bài học mới được. Dám trộm xe của thầy, mặt cùng với thầy luôn. Thôi thầy ơi, bình tĩnh thầy ơi, đừng quýnh phụ nữ thầy ơi, thầy ơi. Ê, vậy mà bà cũng còn cái ý định lấy xe của thầy nữa kìa. Trời đất ơi, tôi nhịn bà lâu rồi nha, trả xe cho tôi. Ê, bà làm gì, ơi. Trời ơi, xỉu luôn. Cái bà này ngay quá trời luôn thầy ơi, em chịu hết nổi rồi. Trời ơi, rồi xong chiếc xe mình nó bị lật ngang luôn rồi. Phải dùng xe cảnh sát để đẩy nó xuống mới được. Rồi xuống không, đó, xuống rồi. Trời ơi, không còn nhìn ra chiếc xe luôn rồi. May mắn là vẫn còn cái cửa để đóng lại nha. Đó, uy tín. Trời ơi, rồi bây giờ đi sửa xe thôi. Chỉ cần tốn một xíu công sức với 500 đô thì chúng ta đã có siêu xe đi rồi. Không cần phải bỏ kim cương ra làm chi cho mệt nữa. Đó, có siêu xe free đi rồi. Trời ơi, xe mới sửa đó thầy. Thầy biết rồi, thầy chỉ thử hệ thống phanh của Lamborghini thôi. Xe thầy sắp nổ rồi đó, em chạy đàng hoàng giùm thầy nha zombie. Dạ em biết rồi thầy ơi, chỗ sửa xe trước mặt kìa. Ơi, ơi thầy trái ơi, trái ơi. Ơi nhảy ra mới được. Hên quá thầy ơi, em nhảy ra rồi. Ủa, em ngồi xe là được rồi, em nhảy ra làm chi vậy? Lẹ lên đi. Em sợ nó nổ nên em mới nhảy ra đó thầy. Trời ơi, tới chỗ sửa xe rồi tự nhiên nhảy ra làm chi vậy? Tức thiệt chứ. Không sao thầy ơi, không sao thầy ơi, cứu được. Đồ ngu, đồ ăn hại. Trời ơi, chút xíu nữa là gặp ông bà tấu tiền rồi. Thầy khứa này chạy xe thì ghê quá vậy. Trời ơi, đua xe trong thành phố rồi, cũng được rồi. Thầy sẽ đuổi theo tụi nó, bắt tụi nó lại. Một thanh niên đã ngửa bụng, còn một thanh niên bỏ chạy rồi thầy ơi, nó bỏ chạy kìa. Được rồi, xác lập chuyên án, đuổi theo nó thôi, nhanh lên. Alo, đề nghị tất cả người dân tránh ra một bên để thầy Henry đạp hết ga hết số đuổi theo tên tội phạm. Xin thông báo, một chiếc Porsche màu xanh đang tiến về trung tâm thành phố với tốc độ 180 cây chuối trên giờ gây tai nạn hàng loạt và không quyết định dừng lại. Nghi ngờ gặp trong xe của đối tượng này đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Rồi xong, đối tượng
tượng bay màu rồi thầy ơi. Trời ơi, nãy chạy xe ghê thiệt luôn á. Để thầy xuống coi mặt thanh niên này coi. Ôi, gì vậy, đồng bọn hả? Trời ơi, đụng xe của cảnh sát vậy ha. Chắc là thanh niên này đi ba về rồi dính đồ rồi nè mấy đứa. Nên phóng xe kiểu này nè. Đi xe thể thao mà chạy 180.000 km/h luôn. Thôi đi về. Biết nhiêu đó là đủ rồi. Ê, xe tới kìa. Em biết rồi, em xỉu đây. À, xỉu, dừng lại đi anh, dừng lại đi anh, trời. Ôi, ở phía sau có chiếc Lamborghini kìa. Đâu thầy. Ê, sức mạnh siêu xe nha. Rồi, nghe thấy siêu xe cái nó tăng sức mạnh liền ha. Rồi, ê, không để dục mất em được, xuống xe. Trời ơi, hên quá, chút nữa là hư siêu xe rồi. Thôi đậu ở đây đi thầy ơi, sáng cái mình đi chơi, mình đi khoe đồ. 7 hours later. Ây da, sao một đêm trên siêu xe nó đã gì đâu luôn á. Ê, buổi sáng vui vẻ nha. Ủa trời, ai xây cái hàng rào mà kỳ quá kìa thầy. Để thầy qua coi. Trời đất ơi, xây cái hàng rào là làm cho người dân khó đi ra đi vô. Để thầy giúp mọi người. Giúp một lần này thôi nha. Tôi nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. 2000 years later. Rồi thầy mới đi du lịch ra nha mấy đứa. Thầy đi chung với mấy chú cảnh sát. Đó, giờ siêu xe thì mất. Cuộc đời không có gì hết. Xỉu. Em sẽ thực hiện một pha mạo hiểm này để dành số tiền 1 triệu đô. Way. Bye đời. Ôi, không sao. I am Superman. Mình là người giàu nên mình phải đi vô quán cà phê xịn xịn mình uống mới được. Đó, đây quán cà phê này xịn nè. Ê, là gì ơi, cướp xe của thầy kìa mấy đứa ơi. Không được rồi. Cái gì đây, dám cướp xe giữa ban ngày hả? Thầy xỉu rồi mấy đứa ơi. Thầy xỉu rồi, cứu thầy ơi. Anh ơi, làm ơn anh đừng cướp xe của em anh ơi. Em lại anh ơi, đừng cướp xe của em mà. Sợ quá xỉu luôn rồi mấy đứa ơi. Sợ quá, phải bắn nó thôi. Sợ quá. Thầy ơi, cảnh sát đã xem rồi. Chạy đi thầy ơi, chạy đi. Tự nhiên đi uống cà phê cái lên phường luôn à. Chạy. Núp ở đây đi thầy ơi, núp ở đây là an toàn nhất nè. Đúng rồi. Cảnh sát không biết chúng ta đang ở trong này đâu. Hay quá dùm bi ơi. Ê, nhưng mà khoan nha. Dướng rồi đó. Thầy thấy nó dướng rồi đó. Nó bị kẹt vô chỗ cái ống nước này luôn rồi. Bây giờ che ra cũng không được mà chạy tới cũng không được nữa. Mượn chiếc xe này để đẩy chiếc xe Lambo của mình ra mới được. Không để bị kẹt mất chiếc xe được. Hey, cha. Thầy ơi, kẹt luôn chiếc xe tải ở trong này luôn rồi. 7 hours later. Liên quan cước. Hey, cha. Rồi xong, chiếc xe nó vẫn kẹt ở đây luôn. Lại mày thiệt chứ. Chắc đã đến lúc nói lời chia tay với mày rồi Lamborghini ơi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.